Sáng 20 tháng 3 năm 2020 tại Hà Nội, Chi bộ Thanh tra Bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự đại hội có các đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Đảng ủy bộ, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Thanh tra Bộ. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Việt Long, Bí thư Chi bộ, Tránh Thanh tra Bộ cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên tri bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Tại đại hội, việc kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định đúng phương hướng và mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ thanh tra bộ đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong chi bộ. Trong trong đó chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, thanh tra bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, chi bộ thanh tra bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và được Đảng ủy Bộ Công Thương tặng giấy khen chi bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu, không có đảng viên công chức bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên, chi bộ cũng đã thực hiện việc chuyển đảng chính thức cho các đảng viên khi kết thúc thời gian dự bị theo đúng quy định. Bên cạnh công tác đảm trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của chi bộ thanh tra, thanh tra bộ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Với chức trách và nhiệm vụ của mình, tránh thanh tra bộ đã ban hành 50 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt 2,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý, thu hồi về tài chính trong công tác đầu tư, tài chính với tổng số tiền là 29 tỷ đồng, yêu cầu giả soát lại 5.698 ha đất bị tranh chấp xâm lấn, xử lý trên 1.600 đơn khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng và hợp tác quốc tế được chú trọng và đẩy mạnh. Với những kết quả đạt được, tri bộ và tập thể thanh tra bộ đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Từ năm 2015 đến nay, tri bộ được đảng ủy bộ liên tục công nhận tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, với chức năng và trách nhiệm của mình, tri bộ thanh tra bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công chức thanh tra bộ thực hiện chức năng giúp bộ trưởng bộ công thương quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, tiến hành thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ, tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phòng chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình kế hoạch công tác hàng năm được Bộ phê duyệt. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà tri bộ thanh tra bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua tập thể tri bộ thanh tra bộ đã đoàn kết và mong rằng tri bộ thanh tra bộ tiếp tục phát huy những thành tiệu đã đạt được đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc ngày càng phức tạp tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trung ương 4 khóa 12 nghị quyết số 01 nqduk ngày 10 tháng 1 năm 2012 của đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương nghị quyết số 01 nqduk ngày 19 tháng 8 năm 2016 của đảng ủy khối các cơ cơ quan trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương tại đại hội đồng chí Lê Việt Long tiếp tục được đại hội bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.